Bài ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn về chủ đề thao tác và những máy móc trong công xưởng. Đầu tiên, chúng ta cùng làm quen với phần từ vựng. Từ thứ nhất, từ máy móc, chỉ máy móc chung chung. Chúng ta có từ chi thái. Chi thái. Từ số 2, xe để hàng. Thái chưa? Thái chưa? Đây là hình ảnh của cái xe để hàng nhá. Đây xe để hàng mình đẩy bằng tay nhá các bạn nhá. Xe để hàng bình thường. Từ số 3 cũng là xe nâng thủy lực nhá. Đây là hình ảnh xe nâng thủy lực. Thì chúng ta có từ gia dấu gia thua bản chưa? Dấu gia thua bản chưa? Là xe nâng thủy lực. Từ số 4, máy cắt băng dính. Đây chính là cái dụng cụ cắt băng dính đây. Dụng cụ cắt băng dính cầm tay. Treo tay chi. Treo tay chi. Treo tay chi. Là máy cắt băng dính. Từ số 5, máy cắt băng dính tự động. Đây, các bạn nhìn hình nhá. Đây này, này nó cắm bằng điện này. Ấn nút này, máy cắt băng dính tự động này. Thì chúng ta có từ là tự tung treo tay chi. Tự tung treo tay chi. Đấy, tự tung là tự động. Thì kết hợp với cả máy cắt băng dính thì sẽ thêm từ treo tay chi là sẽ thành máy cắt băng dính tự động. Tiếp tục từ số 6, máy đóng thùng. Máy đóng thùng thì đọc là phân xiang chi. Phân xiang chi. À, đây là hình ảnh của cái máy đóng thùng các bạn nhá. Máy đóng thùng. Từ số 7, máy đóng gói thủ công. Thì đóng gói thủ công thì có nghĩa là những cái dụng cụ đây này. Đây là những cái dụng cụ dùng để thao tác đóng thùng bằng tay, kết hợp với những cái máy này để trợ lực. Thì chúng ta thì đây là cái máy như cái máy kẹp, mà cái dụng cụ này là cái dụng cụ để kẹp kéo dây quấn, dây buộc. Còn đây là dụng cụ này là cái kẹp dập ghim. Đấy, thì cái máy đóng thùng thủ công thì chúng ta có câu có cái từ là sẩu cung tả bao chi. Sẩu cung tả bao chi. Sẩu cung thì có sẩu cung ở đây có nghĩa là thủ công. Tả bao chi, tả bao là đóng gói, kết hợp thêm chi là máy móc thì nghĩa là máy đóng gói thủ công. Tiếp tục từ số 8. Từ số 8 ở đây có nghĩa là máy nén khí. Những cái máy nén khí này thường hay dùng trong các cái kiểu máy dạng gì dạng ép. Ép khí này kiểu như phun sơn ấy. Đấy, máy ép. Máy nén khí là khung gia chi. Khung gia chi. Máy ép khí. Từ số 9 là máy đục lỗ. Đây là hình ảnh của cái máy đục lỗ này. Dấu gia trung khủng chi. Dấu gia trung khủng chi. Là máy đục lỗ. Thì thường các cái cụm từ về máy móc này nó cũng tương đối là dài. Thì các bạn chú ý nhá. Máy cắt. Hình số 10, đây là hình ảnh của hai kiểu máy cắt khác nhau. Đây các bạn xem nhá. Chẻn chi. Chẻn chi là hình ảnh máy cắt. Máy mài. Dán múa chi. Dán múa chi. Máy mài ạ. Từ số 12 là máy hàn. Hàn chia chi. Hàn chia chi. Thì chúng ta có máy hàn. Đây là máy hàn khí này, máy hàn argon này. Còn đây là cái bộ máy hàn vừa có cả những cái dụng cụ dây nối để vừa hàn khí CO2 mà cũng là vừa hàn. Đây là máy hàn điện. Đây là máy hàn điện đấy các bạn nhá. Đây là máy hàn điện này. Còn đây là máy hàn khí này. Tiếp tục chúng ta đến với máy may. Đó, hình ảnh máy may thì chắc khá là quen thuộc với các bạn rồi. Phấn rân chi. Phấn rân chi là máy may. Số 14 là máy hút bụi. Thì đây là hình ảnh máy hút bụi công nghiệp các bạn nhé. Xi trần chi. Xi trần chi
Đấy, hình ảnh máy hút bụi. Mà máy hút bụi ở nhà dùng trong gia đình thì mình cũng gọi là xi trấn chi nha các bạn nhá. Tiếp tục, máy phun sơn. Này, máy phun sơn này, hình ảnh máy phun sơn các bạn nhìn thấy người ta cầm, người ta phun này. Đấy. Thân chi chi. Thân chi chi. Đấy, đây là máy phun sơn. Từ số 16, cần cẩu trong nhà. Đây thì thường những cái cần cẩu này nó dùng trong những cái nhà máy lớn nha các bạn nhá. Để di chuyển móc lặng như kiểu làm ở trong các cái xưởng gang thép ấy. Đấy, sắt thép. Chúng ta cái cụm từ cần cẩu trong nhà xưởng này chúng ta có từ thiên trưa. Thiên trưa. Đấy, thiên trưa là cần cẩu trong nhà. Đấy, số 17 chúng ta có nồi hơi lò hơi thì cái từ này là cua lú. Cua lú. Đấy, máy phát điện thì cái này là pha tiên chi. Pha tiền chi. Đấy, cái máy phát điện này thì cũng khá là thân thuộc với chúng ta rồi. Mất điện cái nhiều gia đình là có cái máy phát điện chạy bằng dầu hoặc chạy bằng xăng đấy ạ. Tiếp tục, chúng ta đến từ số 19 là máy dập nhá. Này, máy dập trong cơ khí công nghiệp đây. Máy dập trung choáng. Trung choáng là máy dập nhá các bạn nhá. Trung đây là nếu bật hơi nhá. Mình để chữ trở nặng này để cho các bạn phân biệt để bật hơi nhá. Trung choáng là máy dập. Đây hình ảnh của hai kiểu máy dập đây các bạn nhá. Số 20 máy bào. Máy bào cơ khí, máy bào sắt thép các thứ đó. Là bào choáng. Bào choáng là máy bào. Còn máy tiện là chưa choáng. Chưa choáng là máy tiện. Còn giao tiện này là dụng cụ ở trong một cái con dao ở trong cái máy tiện này thì chúng ta gọi là chưa tao. Chưa tao à, hình ảnh con dao tiện đấy ạ. Tiếp tục nhá, chúng ta đến những cái từ ngữ khác trong những cái bộ phận linh kiện máy móc nhá. Ví dụ như bánh răng. Bánh răng thì chúng ta có từ chỉ luấn. Chỉ luấn. Lò xo. Thán khoáng. Buji. Khổ sinh sai. Bình ắc quy. Điện bình. Motor. Mã tá. Đồng hồ điện. Tên bẻo. Pin. Điện池. Dây điện thế nào? Điện xiên. Nguồn điện thì sẽ là điện源. Bút thử điện. Sư điện bỉ. Công tắc. Khai quan. Rồi chúng ta đến những cái dụng cụ khác nhá. Những cái dụng cụ cầm tay này. Cái búa này. Chuối zi. Cái kìm. Chén zi. Cái khoan. Chuan zi. Cái kéo. Chẻn tao. Cái xẻng. Chản zi. Cái cưa. Chuy zi. Cái con dao, cái dao. Tao zi. Dao dọc giấy. Mày cung tao. Cái mỏ led. Đây hình ảnh cái mỏ led nha các bạn nhé. Cái mỏ led chúng ta xoáy vào đây để di chuyển này thì chúng ta gọi là khuấy động扳手. Vì đây là cái
có cái gen này này thì chúng ta di chuyển cỡ to cỡ nhỏ tùy thuộc, thì nó rất là linh hoạt, thì chúng ta gọi là khứa tung. Khứa tung ban sẩu cũng là mỏ lết, nhưng kiểu dạng mỏ lết giống như thế này các bạn nhé, à, gọi là cờ lê. Ban sẩu không thì sẽ gọi là cờ lê, còn cái khứa tung ban sẩu thì sẽ là cái mỏ lết thì di chuyển được. Còn cái cờ lê nó cố định như thế này, có một đầu tròn và một đầu, nhưng mà đầu hình chữ U này để chạm vào cái con ốc vít để mình xoáy, mình mở ra thôi nhá. Để mình đóng thì chúng ta có từ là bán sổ. Bán sổ là cờ lê nhá. Bán sổ là cờ lê. Các bạn nhớ để ý nhá, không lại nhầm bán sổ với bán sổ nhá. Nó chỉ khác nhau mỗi cái bộ. Đây là cái bộ này là bộ tẩy gẩy này, còn đây là bộ mộc này. Đấy. Không có nhiều bạn này nhầm. Đây các bạn này, khứa tung ban sổ. Cái này là ban, còn cái này là bản. Một cái là thanh 1, một cái là thanh 3 nhé. Khác hẳn nhau đấy, mà chữ cũng khác hẳn nhau đấy, các bạn chú ý nhá. Ban sổ là cờ lê. Bây giờ hộp dụng cụ thì chúng ta gọi chung là dung truy xiang. Dung truy xiang là hộp dụng cụ này. À, bây giờ đến cái súng bắn keo. Súng bắn keo này thường dùng hay trong đời thường. Thì bây giờ như các cháu chúng ta đi học thì thường hay có bộ môn như công nghệ, mỹ thuật, thì các con phải học tạo hình ý, thì thường có cái súng bắn keo này. Đấy. Cũng áp dụng trong đời sống sinh hoạt bình thường, chứ không phải là cứ ở trong công xưởng mới có nhé các bạn nhé. Thì súng bắn keo này chúng ta có từ là treo chiang. Treo chiang. Găng tay cao su thì là xiang treo sổ thao. Xiang treo sổ thao là găng tay cao su dùng trong công xưởng, đi lại trong công xưởng này. Thì còn ủng cao su sẽ là xiang treo xuê. Xiang treo xuê. À, đây là một trong hai những cái đồ dùng bắt buộc làm trong cả trong công xưởng, trong các công xưởng cơ khí nhá các bạn nhá. Đấy. Thế bây giờ mình giới thiệu tiếp cho các bạn này, cái thước kẹp này. Đây là cái thước kẹp cơ khí này, dùng để đo những các cái chi tiết, nhất là trong các cái bạn nào mà làm về trong các cái xưởng sản xuất ốc vít ấy, thì thường hay có các cái sử dụng các cái thước kẹp này. Thì đây là một cái thước kẹp này, là thước kẹp cơ này, còn đây là thước kẹp điện tử này. Đấy, thì chúng ta có từ dấu beo khả chữ. Dấu beo khả chữ là thước kẹp. Bây giờ tiếp tục nhá, từ 49, 50, 51 thì đều là về tuốc lô vít. Nhưng mà tuốc lô vít ở đây thì nó cũng chia ra là tuốc lô vít hình tam, các kiểu có cạnh hình tam giác, tuốc lô vít hai, hoặc là tuốc lô vít chữ thập. Thì chúng ta có từ nhá, tuốc lô vít này nói chung chung nhá thì sẽ là chỉ chữ, chỉ chữ. Hoặc chúng ta có từ khác đó là lúa sư tao. Lúa sư tao là chỉ tuốc lô vít nói chung. Còn chia ra theo cái ngoại hình ở dựa trên theo những cái chức năng ngoại hình của cái tuốc lô vít này, thì chúng ta có tuốc lô vít mũi hình tam giác, thì sẽ có từ là san chéo chỉ chữ. San chéo chỉ chữ là tuốc lô vít mũi hình tam giác. Còn tuốc lô vít hình chữ thập, mũi chữ thập thì sẽ là shi zi qi zi. Shi zi qi zi. Shi là thập, tiếng Hán Việt là thập. Đấy, thì cái hình tuốc lô vít có cái mũi giống như cái hình chữ thập, là hình như hình dấu cộng. Đó, như chúng ta nói luôn như hình dấu cộng thì sẽ được gọi là shi zi qi zi. Shi zi qi zi. Bây giờ từ ốc vít này. Ốc vít thì chúng ta có từ là lúa sư. Lúa sư. Đây là đầu hàn này. Từ khác này, từ đầu hàn này là han chuệ. Han chuệ. Bây giờ chúng ta đang đi đến những cái mục từ ngữ như kiểu các cái linh kiện cơ khí, linh kiện máy móc. Thì chúng ta tiếp tục có dây cu loa. Dây cu loa sẽ là pí tai. Pí tai. Phanh xe sẽ là sa chưa. Sa chưa. Bánh xe chưa luấn. Chưa luấn. Tay cầm để đẩy xe là chưa bả. Chưa bả. Mở máy.
Động tác mở máy là khai chi, khai chi. Còn tắt máy sẽ là quan chi, quan chi. Khai quan ghép lại thì sẽ thành công tắc mở tắt. Thì đấy, mở và tắt thì sẽ thành công tắc. Thế ấn, ấn thì là an, an. Ấn này là động tác nhé, động tác ấn xuống, ấn nút an. Bắt đầu là, bắt đầu là khai sử, khai sử. Tiếp tục, chi suy, chi suy. Tiếp tục làm một công việc gì đó, chi suy. Thế tiếp xúc, tiếp xúc là sờ, là chạm đấy. Thì chúng ta có từ chu mua, chu mua. Điều chỉnh, theo chuẩn, theo chuẩn. Cha dầu, cha dầu, cha dầu. À, đây là cha dầu và máy móc cho chạy trơn tru, không khô dầu là máy hay bị hỏng hóc. Làm sạch thì chúng ta có từ chinh chía, chinh chía. Lau chùi, cha sư, cha sư. In ấn, in xoa, in xoa. Lắp đặt, an trang, an trang. Sửa chữa thì cũng chúng ta có hai từ cách dùng như nhau nhé. Thì thường sẽ có từ là siêu lỉ, siêu lỉ, hoặc quấy siêu, quấy siêu. Thế chứ còn từ vận chuyển thì chúng ta cũng có hai từ này, cách là vận chuyển là ban yun, ban yun. Ban yun này ở đây thì nghĩa là mình là kiểu dạng B, B vận chuyển, hoặc là đấy kiểu ban này này là B, là vác, thì là kiểu dạng là một hành động là do con người. Còn từ yun chuyển, yun chuyển là được dưới sự tác động của máy móc, dưới xe là để dùng đi, là để đẩy đi, vận chuyển đi, là dùng xe đẩy đi. Đấy, còn pan là do chúng ta bê đi nhá. Chúng ta đến từ tiếp theo, từ thứ 72 là từ xếp hàng. Xếp hàng chúng ta có từ thuê khua, thuê khua. Thì còn dỡ hàng xuống, dỡ hàng thì sẽ là siêu khua, siêu khua. Để đúng vị trí, quay quay, quay quay là đúng vị trí. Quay, quay này là quay về, quay này là vị trí, quay về vị trí cũ. Thế còn để lại vị trí cũ sẽ là phang hồi nguyên chủ, phang hồi nguyên chủ. Đấy, để lại đúng vị trí cũ. Phía trên làm toàn bộ từ vựng về các cái máy móc, các cái thao tác trong bài ngày hôm nay. Đấy, khá là đa dạng và cũng khá là nhiều những cái dụng cụ máy móc mới. Thì mình cũng có, vì nó là những cái kiểu máy móc ấy, đến bản thân mình thì cũng không thể là làm rõ được tất cả các cái máy móc chức năng này nó ra làm sao. Thì mình cũng có lên mạng để tìm hiểu, lấy các cái hình ảnh này minh họa để cho các bạn dễ nhìn, dễ nhớ. Thì các bạn về nhà nhớ chú ý xem lại phần từ mới ngày hôm nay. Phần thứ hai mình xin vào phần những cái mẫu câu thường dùng ở trong các thao tác máy móc trong công xưởng nhá. Thì đầu tiên chúng ta có câu thứ nhất, tôi vẫn chưa sử dụng loại máy này bao giờ. Mau khi mẹ anh mới vào xưởng này làm việc thì các cái máy móc đều, đối với chúng ta đều khá là mới mẻ, thì đều phải có người người dạy chúng ta. Thì khi anh, các cái máy móc làm mà mình biết làm, mình đã từng làm qua, thì mình cũng nói với họ để họ biết. Còn đối với những cái trường hợp mình chưa biết làm, chưa từng dùng bao giờ, thì mình cũng thành thật khai báo để họ còn dạy cho mình. Thế cái câu này chúng ta nói của hái mấy, hái mấy là vẫn chưa, sử dụng là sử dụng, qua sử dụng qua là chưa từng sử dụng qua, chưa chủng chi thái là chưa chủng chi thái là cái loại máy móc, mà chủng là chủng lây là loại, chưa chủng chi thái là cái loại máy móc này bao giờ. Câu thứ hai này, của treo nỉ mân sao chua chưa chủng chi thái tự phang phả, tôi dạy các bạn cách thao tác của cái máy này. Của treo nỉ mân, treo, treo là dạy. Của treo nỉ mân tôi dạy các bạn sao chua, sao chua thao tác chưa chủng chi thái. À, loại máy móc này tợ phang phả, phang phả là phương pháp, là cách. Thế đây là câu chữ tợ thì chúng ta phải dịch
phang phả lên trước của cái cụm từ trơ trũng chi thái, của cái cụm từ cái loại máy móc này thì sẽ là phương pháp của cái máy móc này. Đó. Tiếp theo câu số 3. Sầu xiên yêu khai tiền yến chai ăn trước cân khai quan yêu khai chi khô quan chi chữ yêu an xa truy chiêu họ. Đầu tiên là phải mở nguồn điện. Ấn công tắc này, muốn mở máy hay tắt máy chỉ cần ấn xuống là được. Sầu xiên là đầu tiên, bước thứ nhất. Yao khai tiên yuan, yao khai là phải mở tiên yuan, nguồn điện. Chai an lại rồi ấn. Trước cứ khai quan, cái công tắc này. Yao khai chi, muốn mở máy. Khua hoặc quan chi, tắt máy. Chữ yao, chỉ cần an sa chi, ấn xuống. Chiêu họ là được. Đấy. Sầu xiên, yao khai tiên yuan. Chai an trước cơ khai quan. Yao khai chi, khua, quan chi. Chữ yao an sa chi, chiêu họ. Tiếp tục câu thứ tư. Hồng sơ tờ sư chỉnh chí thính chi. Công chua sứ, rùa pha xiên chi thái yếu y chẳng. Yao mà sang an trước cơ liều. Chi chú là ma. Màu đỏ, cái nút màu đỏ này là dừng máy khẩn cấp. Khi làm việc nếu phát hiện máy có bất thường thì ấn nút này ngay lập tức, đã nhớ chưa? Húng sơ tợ, đây là câu viết tắt của húng sơ tợ nhiễu. Nhiễu là cái nút, húng sơ tợ nhiễu. Thì ở đây chúng ta viết tắt là húng sơ tợ sư. Chỉnh chí thính chi, chỉnh chí thính chi là dừng máy khẩn cấp. Công chưa sứ, khi làm việc, rùa pha xiên, nếu phát hiện, chi thái yếu y chẳng, chi thái yếu y chẳng, máy móc có bất thường, giao mã sang, cần ngay lập tức, an trước cơn nhiễu, ấn cái nút này, chi chu lỡ ma, chi chu là nhớ, chi chu lỡ ma là nhớ chưa. Đó. Tiếp tục câu số 5. Chi thái giao bảo trừ can chia, chi thái, yao bảo trì qīng jiě, kě yǐ yōng miān bù jiā shì. Qī tái xiā miàn yao chǎng chǎng dǎ sǎo. Máy luôn phải luôn đảm bảo sạch sẽ. Có thể dùng vải mềm lau chùi, bên dưới máy phải thường xuyên quét dọn. Qī tái là máy rồi này. Yao bảo trì phải bảo trì là duy trì. Chinh chía, chinh chía là sạch sẽ. Có thể dùng miền bù, dùng này kết hợp dùng cái gì, làm cái gì. Dùng miền bù, cha sư. Miền bù là vải mềm này, cha sư là lau chùi như phần từ mới đã được giới thiệu qua. Có thể dùng vải mềm để lau chùi. Chi thái xa miền là bên dưới cái máy. Yao, phải tráng tráng, tráng tráng là thường xuyên, tá xảo, quét dọn. Câu số 6. Chứ sư thái chưa, yao thuê khua, siêu khua được sứ hậu. Thuê khua này là xếp hàng nha các bạn nhé. Thuê là. Yao thuê khua, siêu khua được sứ hậu. Nì mân chi đỡ yao chải xa chơ. Sử dụng hoàn yao bả tha quê vệ. Thống sứ dễ yao chải xa chơ. Xa chơ. Đây là xe đẩy. Khi xếp hàng dỡ hàng, các bạn nhớ đạp phanh xe. Sử dụng xong, đưa nó trở về vị trí ban đầu và vẫn phải đạp phanh xe. Để tránh trường hợp là không đạp phanh xe thì ai động vào một cái là xe cứ thế đẩy. Đẩy đi rồi là đâm vào phải ai đó hoặc là đâm phải hàng hóa là rồi rơi vỡ hỏng hóc hết, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ phân tích câu này nhá. Chưa sư thái chưa? Chưa sư thái chưa? Đây là xe đẩy, thái chưa là xe đẩy. Yao thuê khua. Khi yao thuê yao chưa sớm mơ sớm mơ tợ sứ hậu là khi vào lúc nào
vào khi nào là giao thuê khua, là khi thì chúng ta phải dịch cái tợ sử hậu này lên trước là khi xếp hàng, siêu cua, dỡ hàng. Nhỉ mân chi tứa, các bạn nhớ giao trải phải đạp, trải là đạp, là dẫm, trải xa chưa đạp phanh xe. Sử dụng quán, khi sử dụng xong, khi làm xong. Giao bả tha, giao bả tha là câu chữ bả đã tác động vào một vật dụng vô tri không không thể tự hành động được. Giao bả tha cần đưa nó quay 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 về vị trí cũ, về vị trí ban đầu. Thúng sứ, thúng sứ nghĩa là đồng thời. Dễ giao cũng phải, chạy xa chưa đạp phanh xe. À, mình đọc lại câu này nhé. Chư sư thái chưa giao thuê khua siêu khua thời sử hậu. Nhỉ mân chi tớ giao chạy xa chưa. Sử dụng quán giao bả tha quay quay. Thúng sứ dễ giao chạy xa chưa. Rồi câu cuối cùng, câu số 7 là phát hiện chi thái lâu dấu sứ giao chỉnh khoai cân chú trọng báo cáo. Khi phát hiện máy dò dỉ dầu, máy bị chảy dầu, phải nhanh chóng báo cáo với tổ trưởng. Pha xiển là phát hiện, chi thái máy móc, lâu lâu là lộ, là rò rỉ là chảy, lâu dấu sứ, lâu dấu là chảy dầu. Giao phải là chỉnh khoai là nhanh chóng, cân chú trưởng tổ trưởng báo cáo với tổ trưởng.